Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè thì thời tiết nắng nóng dễ làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là đối với những người lao động chân tay hoặc là làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để xem là cái chế độ dinh dưỡng như thế nào sẽ giúp cơ thể của chúng ta có thể chống chịu với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như vậy. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Doãn Thị Tường Vi của phòng khám dinh dưỡng Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Xin kính chào bác sĩ. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là cái người vận động nhiều vào mùa hè thì thường là họ sẽ có cái nhu cầu như thế nào về mặt dinh dưỡng ạ? Đối với những cái người mà vận động nhiều về mùa hè, đặc biệt là những người mà lao động ngoài trời ấy, thì đấy là những mà công việc mà nó dễ làm cho chúng ta là bị mất nước. Mất nước bên cạnh đó là ngoài cái việc tiêu hao năng lượng thì cái vấn đề mất nước là rất quan trọng. Bởi vì khi mà nước mà không cung cấp đủ cho cơ thể thì nó sẽ ảnh hưởng ngay tới sức khỏe. Người thì rũ ra, rồi mệt mỏi và khát nước. Thế rồi kèm theo những cái đó là cơ thể mệt mỏi, ăn uống thì kém. Cho nên là cái vấn đề dinh dưỡng trong mùa hè đối với những người lao động mà hoạt động ở ngoài trời là rất quan trọng. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta nên bổ sung bao nhiêu nước thì là đủ ạ? Nếu mà nói bổ sung bao nhiêu nước là đủ thì chúng ta rõ ràng là bổ sung nước là chúng ta phải bổ sung theo đúng nhu cầu. Thường là chúng ta có thể, đối với những người ít thì chúng ta có thể 1,5 lít, có những người là 2 lít tùy theo cái lượng mà mồ hôi chúng ta mất nhiều trong cái mùa hè. Nhưng đối với những cái người mà lao động ở cái khu vực ở phía ngoài trời thì là thường là mất rất nhiều mồ hôi. Chính vì vậy mà chúng ta phải bổ sung nước theo nhu cầu của họ. Nếu mà mất nước nhiều thì chúng ta phải bổ sung nhiều, mất nước ít thì chúng ta bổ sung ít. Vâng. Cái nóng của mùa hè có thể làm cho bạn cảm thấy uể oải và mệt mỏi, đặc biệt là với những người thường xuyên vận động ngoài trời. Sử dụng những thực phẩm hữu ích không chỉ giúp bạn giảm cân, sự nhẹ nhõm trong người mà còn giúp bạn loại bỏ được các độc tố ra khỏi cơ thể. Sau đây là 8 loại thực phẩm tốt nhất giúp bạn giải độc mùa hè. Thứ nhất, dưa hấu. Nên ăn dưa hấu để ngăn ngừa sự mất nước và khôi phục lại lượng đường cần thiết cho cơ thể trong mùa hè. Chanh. Uống nước chanh đầu tiên vào buổi sáng sẽ giúp cân bằng độ axit của thực phẩm mà chúng ta đã ăn và sản sinh ra tính kiềm. Củ cải đường. Đây là một nguồn phong phú sắt, kẽm, magie và canxi, giúp hỗ trợ việc phá vỡ và loại bỏ độc tố và cũng có thể cải thiện túi mật và tăng cường sức khỏe gan. Xoài là loại thực phẩm không có chất béo, nhiều đường và nhiều chất xơ tự nhiên. Điều này có nghĩa là xoài sẽ giữ cho bạn no lâu hơn. Lượng vitamin A trong xoài rất tốt cho làn da sáng và mái tóc sáng bóng, đặc biệt là trong mùa hè. Nước dừa là một nguồn gốc tự nhiên tốt nhất của chất điện giải. Nước dừa còn có các khoáng chất như sắt, canxi, mangan tốt cho tóc và da của bạn. Dưa chuột giúp điều chỉnh dòng chảy của nước tiểu và loại bỏ axit uric. Không chỉ có lợi cho làn da mà nó còn làm tăng hàm lượng nước và chất xơ trong cơ thể. Hành tây có tác dụng làm mát nên nó có thể đánh bại cái nóng của mùa hè. Trong hành cũng có quercetin, một loại chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Nếu tiêu thụ sẽ giúp chị em trẻ lâu và khỏe mạnh. Trái bầu, loại quả này tốt cho sức khỏe tim mạch và tiểu đường. Ngoài ra chúng còn được coi là chiến sĩ chống virus và chống sốt rét, trợ giúp tiêu hóa. Thưa bác sĩ, bạn Hà Thùy ở địa chỉ email là biểnxanh1789@yahoo.com có hỏi là có thể thay thế nước lọc bằng các loại nước khác được không? Khi mà chúng ta uống ấy thì chúng ta có thể là dùng nước lọc, mà ngoài cái việc mà dùng nước lọc ra thì chúng ta có thể bổ sung được các cái loại nước khác. Ví dụ như là xung quanh chúng ta mùa hè, như chúng ta có thể uống nước trà xanh, chúng ta có thể uống nước vối, hoặc là chúng ta có thể uống nước rau, rồi chúng ta có thể uống nước quả. Rất nhiều nước chúng ta có thể thay thế đối với các cái loại nước để chúng ta bổ sung trong ngày. Mà đặc biệt là nước rau và nước hoa quả thì nó lại có bổ sung thêm năng lượng này, vitamin và các khoáng chất. Nó lại rất tốt đối với những người mà lại lao động ở bên ngoài là đang rất cần bổ sung các cái chất này. Vâng, bạn Trần Thu Trang ở thành phố Nam Định thì có hỏi rằng là con tôi rất là thích các loại nước uống có ga và nước đóng chai dùng trong mùa hè thì có tốt hay không? Nước uống có ga ấy, quả thực là khi mà đã nóng ấy, uống được một cốc nước thì nó cảm thấy làm sao? Nó thoải mái, nó sảng khoái mà nó lại tê tê. Vâng. Trẻ em thì 10 trẻ thì phải thích cả 10. Chính vì vậy mà trẻ em rất thích đồ uống có ga. Nhưng chúng ta biết rằng là nếu mà đồ uống có ga mà uống quá nhiều thì sẽ không tốt. Vì mùa hè là bé có khi chỉ uống nước. Chính vì vậy mà khi mà uống trước bữa ăn thì bé sẽ bỏ bữa. Thế còn đối với những bé mà lại dư cân và béo phì mà uống nhiều đồ uống có ga thì sẽ làm góp phần tăng thêm năng lượng và sẽ làm cho bé là ngày càng thừa cân. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, uống nước đá thì rất là đã khác. Vậy thì có nên uống nhiều nước đá vào mùa hè hay không?
quả thực là tốt nhất là những đối tượng mà lao động ở ngoài trời ấy, rất là hay uống nước đá. Vâng. Bởi vì làm sao đang nóng như thế chỉ thích uống nước đá thôi, mà uống là uống ngược luôn, uống liền tù tì, uống liền một lúc mà uống đến nỗi mà ọng hết cả bụng ra, cảm thấy là vẫn chưa hết khát. Thế thì chúng ta thấy rằng khi mà uống trong một cái môi trường nóng như vậy mà lại uống một cái nước mà nó nhiệt độ quá lạnh, nó sẽ làm co thắt lại các cái mạch máu ở trong các cái dạ dày, niêm mạc dạ dày. Cho nên là nếu mà dùng nhiều thì thứ nhất là sao chúng ta hay là bị viêm họng này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề là niêm mạc dạ dày. Cái thứ ba là uống liên tù tì một lúc như thế thì nó sẽ gây nên tình trạng là nhược trương. Chúng ta phải uống một cách từ từ, uống ít một, uống khi mà chưa khát nhiều. Mà uống lúc này một chút, lúc kia một chút. Chứ nếu mà uống liền một lúc thì rõ ràng là chúng ta đầy bụng nước rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có đỡ được cái cảm giác khát, vì cảm giác khát nó phải chờ nước nó ngấm vào đã thì chúng ta mới đỡ được. Thưa bác sĩ, mùa hè thì chúng ta uống rất là nhiều nước, thế nhưng mà lại mau khát. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hạn chế cái hiện tượng mau khát này? Nếu mà để có thể hạn chế hiện tượng mau khát thì chúng ta lại phải sử dụng các cái thực phẩm mà nó là làm sao nó đỡ cho chúng ta là bị khát nước. Ví dụ như là chúng ta sử dụng ngay các cái thực phẩm mà chế biến hàng ngày, thì trong mùa hè thì chúng ta hạn chế các cái món xào, món rán là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tăng cường các cái món luộc, món hấp, hoặc là chế biến các cái món như là thành salad, nộm. Và nếu như vậy thì cái chất béo thì chúng ta có thể dưới vào trong các cái món salad nộm đó, thì chúng ta vẫn có đủ các cái chất béo. Và đáng lẽ là xào rán thì chúng ta có thể chế biến thành các cái món cuốn, món canh chua. Thế thì có phải là nó vẫn có đủ rau, vẫn có đủ thức ăn thực vật, động vật và có đủ chất béo. Và khi mà chế biến như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái khẩu vị cho đối với mọi người ở trong cái đợt nắng nóng này. Vâng. Việc uống nước tưởng chừng thật dễ dàng nhưng lại không hề đơn giản. Bạn cần tránh những sai lầm dưới đây để việc uống nước mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Uống nước ngay sau khi vừa mới đun sôi gây hại cho sức khỏe, bởi nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư mà không phải ai cũng biết, do lúc này chất clo dùng để khử trùng nước sẽ kết hợp với các chất hữu cơ có sẵn trong nước, tạo nên hợp chất gây ung thư như halogen hóa hydrocarbon, chloroform, cực kỳ nguy hiểm. Uống nước đun đi đun lại nhiều lần, vì trong nước thường có một hàm lượng nhỏ các loại kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, cadmium và nitrat. Khi nước được đun đi đun lại nhiều lần, hàm lượng nitrat và các kim loại nặng kể trên ở trong nước sẽ tăng lên đáng kể. Khi hấp thu vào cơ thể, các kim loại nặng này sẽ gây hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển máu của cơ thể, tim đập nhanh hơn, hệ hô hấp hoạt động khó khăn hơn. Uống nước thiếu điều độ. Nhiều người có thói quen đợi đến khi nào thấy khát mới uống, nhưng họ lại không biết rằng lúc ấy cơ thể đã mất đi một lượng nước cần thiết để tham gia vào quá trình trao đổi chất, hô hấp, tuần hoàn trong cơ thể. Không những thế, khi khát họ lại uống quá nhiều nước, khiến cho cơ thể từ chỗ mất nước đến quá tải nước, cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vừa ăn vừa uống. Không nên uống nước trong bữa ăn, do nước sẽ pha loãng dịch vị tiêu hóa dạ dày gây cản trở cho việc tiêu hóa thực phẩm. Bạn nên uống nước trước khi ăn 30 phút hay sau khi ăn khoảng 2,5 giờ. Không uống nước ngay khi ăn quá mặn. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp, sưng miệng, giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, sau khi ăn đồ ăn mặn, điều cần làm trước tiên là phải uống nước lọc. Khán giả Nguyễn Duy Tiến ở Từ Sơn, Bắc Ninh thì có hỏi là tôi là công nhân cầu đường thì thường xuyên lao động dưới thời tiết khắc nghiệt. Vậy thì tôi nên bổ sung cái dưỡng chất như thế nào? Và ngoài ra thì làm việc dưới trời nắng nhiều thì tôi cũng cảm thấy chán ăn. Vậy thì nên khắc phục ra sao? Nếu mà làm ở dưới cái nhiệt độ nắng nóng như vậy chắc chắn là bạn sẽ mất nước rất nhiều. Chính vì vậy mà bạn sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống. Thì khi ăn uống thì chúng ta vẫn phải đảm bảo, đặc biệt là bữa ăn buổi sáng. Buổi sáng nó vẫn còn là thời tiết nó mát mẻ thì để cho phục vụ một cái công việc nặng nhọc trong một cái ngày mới thì chúng ta phải nạp năng lượng vào buổi sáng là chính. Thế còn là khi mà ăn thì cho rõ ràng chúng ta vẫn phải đảm bảo đa dạng, đầy đủ các cái loại thực phẩm. Nhưng mà chế biến thì khi mà đã vào buổi trưa nó nắng nóng như vậy thì các bạn nên hạn chế các cái món xào, món rán, hạn chế các cái chất kích thích, mà cố gắng là tăng cường các cái món luộc, món hấp, mà trộn thêm các cái món là dầu và các cái món dầu giấm. Thế rồi là tăng cường các cái món canh thì chúng ta mới dễ ăn được. Thế và chúng ta có thể bổ sung thêm các cái loại rau và hoa quả, ví dụ như là các cái hoa quả nó có nhiều vitamin, như là các cái cam, chanh, bưởi, quýt này, các cái rau lá này, các cái loại bí đao này, các cái loại đậu đỗ này,
chúng ta có thể chế biến thành các món ăn, món canh cũng như là chế biến thành các cái loại nước uống, thì nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ về cái vitamin, các cái khoáng chất. Bên cạnh đó là chúng ta không nên là ăn quá mặn, bởi vì càng ăn mặn thì làm sao cơ thể chúng ta là càng lại khát, mà càng khát thì rõ ràng chúng ta lại càng phải uống nhiều nước, mà uống nhiều nước thì nó cũng chưa phải nó đáp ứng được cái cơn khát đó. Mà chúng ta phải uống một cách từ từ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hạn chế ăn các món xào rán này, giảm chất kích thích, tăng cường rau hoa quả, nước và đồng thời là ăn ít mặn hơn là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng trong mùa hè. Với hy vọng là với những cái lời khuyên này thì chúng ta sẽ vượt qua được một mùa hè với thời tiết khắc nghiệt. Còn bây giờ thì chuyên mục tư vấn sức khỏe mỗi ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Oh, 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 oh,